Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Như mình đã nói trước thì chợ Viềng Nam Định thì nổi tiếng với các cái loại cây sung. Rất nhiều nhà vườn đã ươm trồng các cái loại sung mà với cái kích thước nó nhỏ nhỏ thôi. Và dáng thế nó cũng khá đẹp để mang đến chợ. Bởi vì là người Nam Định hoặc là các du khách thì thường hay mua những cái chậu sung với cái ý nghĩa là một năm sung túc đầy đủ, mà cái lá sung nó rất là xanh, nhiều lộc nữa, năm đầu năm mới. Thế là mặc dù là việc tạo những cái cây sung mà có nhiều quả thì nó khá là hiếm, và nó những cây có quả thì đương nhiên là sẽ tiền nó cao, nên là những cái cây hiện tại ở đây thì là những cây nó còn non thôi, và biết đâu là sau này các bạn mua về thì tương lai nó sẽ có nhiều quả. Với những cái chậu như thế này thì phổ biến vẫn là cái giá từ khoảng 150.000 cho đến 300 đến 350.000. Nói chung là từ khoảng 150 đến 350.000, tùy chậu, tùy dáng thế. Về hình dáng cây thì nó tương đối, mà nó giống nhau, nó chỉ khác nhau ví dụ cái chậu, ví dụ chậu gốm này chẳng hạn này. Một số chỗ có chậu nhựa thì đương nhiên nó sẽ rẻ hơn. Nhiều bạn thì chơi sung quen rồi, ví dụ như là những nhà vườn thì nhìn phát biết ngay đây là gọi là hàng chợ. Tuy nhiên là với những người mới chơi bonsai thì nó rất là phù hợp. Nói chung đây là những cái tác phẩm dành cho số đông những người chơi bonsai cây cảnh. Và nó đã trồng sẵn ở trong chậu rồi, chứ không phải là đánh bầu, cho nên là ai cũng chơi được. Về nó vẫn cứ sống, các bạn tưới tắm đầy đủ và vẫn sống. Và với người Nam Định thì cái thói quen đi chợ Viềng vẫn là mua một cái cây để lấy lộc đầu năm mới. Và với cái giá cả từ khoảng 150 đến 300 gì đó thì nó như những cây như thế này thì nó rất là vừa tầm. Ngay cả các em học sinh cũng có thể mua được một cái chậu này và đặt nó trên lòng bàn tay để mang về rồi. Nó rất vừa tay và dáng thế nó đẹp, nó cũng mang ý nghĩa nữa. Đây là khu vực ở bên trong chợ Viềng, tức là khu vực các khu vực bên trong thì nó rất là nhiều những cái cây giống rồi các thứ, thì giá bên trong bao giờ nó cũng rẻ hơn, bởi vì cái mặt bằng nó thuê ở đây nó giá nó ít hơn. Còn nếu các bạn mua ở ngoài thì dọc cái đường mà vào ấy thì cái giá thuê mặt bằng nó cao hơn, thì cây ở đấy họ bán đắt hơn. Chịu khó chen vào trong chợ một chút thì các bạn sẽ tìm mua được những cái cây mà giá nó rẻ hơn và nó cũng đẹp, đẹp hơn ở ngoài. Ở ngoài nó đông quá và nó giá nó đắt nữa. Và cũng gần như là chỉ có chợ Xuân như thế này các bạn mới mua được những cái cây như thế này thôi. Đây này, nó rất là thân bệ đầy đủ, khá là đẹp, vừa tay. Ở cái gian hàng này nó bán khoảng, họ bán khoảng họ gọi khoảng bán khoảng 300 một chậu. Thế tuy nhiên là mình nghĩ là trả giá khoảng 200 cũng là vừa, có những khoảng 250. Cũng có những cái chậu mà giá khoảng 200 ở trong cái khu này. Đây, 3.000 sung và đeo toan tắp luôn. Nhưng không hiểu các nghệ nhân làm kiểu gì. Đây các bạn, so sánh với cái chai nước này. Còn để cho sung ra quả thì nó còn có nhiều những cái bí kíp khác nữa.
Ngoài sung ra thì ở chợ Viềng còn rất là nhiều những cái cây lộc vừng nữa. Ở đây đây là dãy lộc vừng này, với ý nghĩa là có lộc đầu năm mới. Lộc vừng thì nó có nhiều dáng thế hơn, các loại. Có cả lộc vừng bám đá trong chậu, nó chậu đẹp như thế này. Nhưng mà nhiều người thì thường tìm mua những cây mà nó đang nhú lộc. Nhú lộc nó còn màu đỏ đỏ. Đấy, giống như những cái màu đỏ của cây này này. Nhiều người thích lắm. Còn đây là những cái chậu sung ở phía bên ngoài trên đường vào đấy, nãy mình nói. Thì ở đây nó người ta bằng những cái chậu nhựa này. Thì có một số là chậu gốm thôi. Ở ngoài này thì giá nó cây nó có vẻ nó kém hơn ở trong kia. Thì ngoài này giá nó từ khoảng 200 cho đến 300. Và rất nhiều người đã tranh thủ mua những cái cây như thế này. Bởi vì là đến ngày mai nếu mà mùng 8 thì khách gọi toàn người ta đổ về đông ấy. Thì nhiều khi cháy hàng không có mà bán. Vì ngay tất cả thành phố kiếm đâu ra một cái cây như thế này với cái giá như thế này rất là đẹp. Hiếm lắm. Còn nhiều khi ham rẻ thấy một cái cây mà nó chi chít quả dưới gốc ấy. Mua có khi 600-700 ngàn về chơi được vài ngày bắt đầu quả nó rụng ra. Đây là quả thật này các bạn này. Nó không nhiều chữ chịt như những cái cây người ta bán rong đâu. Bởi vì cây ở trong chậu nhỏ ấy tùy theo cái sức của nó thôi. Nó không có thể có nhiều dưỡng chất để nó có thể là ra những cái chùm quả như chùm nho như thế được. Đấy, trừ khi mà được phun kích thích những cái thứ đầy đủ. Còn mà kích thích thì cũng không đến mức mà nó ra cái chùm quả nó đẹp nó nhiều như thế. Ngoài ra thì có nhiều gian hàng bán nó các cây nó đa dạng hơn. Ở đây có một cây cung mốc này, rất là già, rồi xanh hết các thứ. Đầu năm mới cho nên là trang trí lồng đèn các thứ nó rất sặc sỡ. Xanh thì có giá đa dạng nhất. Có những chậu giá vài trăm cho đến giá vài chục triệu. Ngay cả những cái chậu xanh có khi nó chỉ bằng bàn tay thôi, siêu mini. Nó có giá khoảng một vài triệu. Càng nhỏ thì nó lại đòi hỏi cái sự chăm sóc, cái vẻ đẹp nó phải càng tinh tế. Nói chung nếu các bạn về với chợ Viềng thì bạt ngàn cây cảnh. Và mình sẽ cập nhật thêm cho các bạn. Đúng không? Biển ở đây, có hành biển. Ông ơi,
được không em ơi? Không được ạ.